Bài học của chuột. Lâu lắm rồi, ở một xứ sở kỳ lạ nọ, loài chuột được người dân tôn kính như một vị thần thật sự. Ở đây, người ta lập các miếu thờ thần chuột ở khắp vương quốc, cúng lễ đủ những thức ăn thơm ngon. Loài chuột ở xứ sở này, con nào con nấy đều béo nút nít, sung sướng không kể đâu cho hết. Ai đó nhỡ may gây tội với một con chuột thì coi như rước vạ lớn. Lập tức xông vào bắt lấy hắn, phong tỏa mọi ngã xung quanh. Trời ơi, quan lính đến bắt ông Chan vì đốt rơm rạ ngoài đồng thế nào, xong khói làm chết ngạt ba con chuột đồng trong tổ. Thấy là phải đền ba con chuột to đúng như thế bằng vàng rồng, luật đã thành văn rồi. Cả nhà hắn bỏ trốn rồi, xem trong nhà có gì giá trị lập tức xung quỷ công. Nhóm còn lại bị bẩm báo lên quan truy tìm hắn. Đến là khổ, không đâu như ở đây vì đắc tội với chuột mà phải bỏ xứ ra đi. Lời người chân hồng mà làm gì chúng ta? Loài chuột chúng ta chính là chúa tể ở đây, đến cả loài người khôn ngoan nhất còn phải tốn sùng, không dám mạo phạm đến ta. Đã là loài oai phong như vậy thì phải có người đứng đầu chứ. Ta phải vận động toàn thể anh em cô bác bầu ta xưng vương mới được. Thế là với sự nhất trí của số đông loài chuột trong xứ, Nhắc Choai lên chức đại vương vô cùng long trọng. Đại vương Nhắc Choai muôn năm. Nhà thế này mới là nhà chứ. Thích quá, rộng rãi quá. Từ ngày Nhắc Choai lên nắm chức, loài chuột trong xứ tác oai tác quái hơn bao giờ hết. Thay vì hưởng những đồ người dân mang tới cúng lễ, chúng cắn phá hoa màu, ngang tàn dựng tổ ở khắp nơi. Tâu đại vương, ngoài kia có một đám chuột từ xứ khác tới, đứng đầu là chuột nâu, xin vào ý kiến ngài. Dạ, trong chúng rất nhếch nhác gầy gò, thần đã định đuổi đi, nhưng gã chuột nâu nhất định đòi gặp đại vương cho bằng được, thì cứ cho chúng vào. Xin các anh giúp chúng tôi với, bầy đàn chúng tôi ở vương quốc phía nam sắp khốn đốn đến nơi. Hạn hán khắc nghiệt suốt mấy tháng nay, lương ăn dự trữ của chúng tôi đã cạn. Vậy là các người muốn ta cung ứng lương thực đúng không? Vâng, tôi và vài anh em lặn lội xa xôi đến đây, mong được các anh giúp đỡ. Tôi nghe nói ở đây lương thực lúc nào cũng không thiếu. Nãy giờ ngươi một câu anh, hai câu em, thật không có phép tắc gì. Có biết ta là ai không hả? Thật là ám hỗn sợ, đây là đại vương của chúng ta, mà các ngươi dám coi bằng vai phải lứa. Dạ tâu đại vương, tôi không biết nên đã mạo phạm, xin đại vương hãy ra tay. Dù gì chúng ta cũng cùng giống loài với nhau, nên giúp đỡ nhau lúc khó khăn ạ. Chúng ta không cần sự giúp đỡ của ai cả, và ta cũng không giúp ai không công. Không có gì trả thì cút xéo hết. Lính đâu, lôi nó ra. Xin đại vương giúp đỡ, chúng tôi giờ lương ăn không có, lấy gì trả công. Xin hãy giúp chúng tôi với. Lão Nhắc Choai ấy hống hách quá. Chúng ta lấy gì trả công cho hắn chứ? Cũng là loại chuột ở đây được có người vọng trọng quá đỗi, nên đâm thành ngang tàn, không biết cảm thông với đồng loại. Giá mà... Hả? Anh nghĩ ra cách gì rồi hả? Ừ, để tôi thử xem sao. Hả? Các người nói sẽ dẫn đường cho ta đi một chuyến du lịch biển. Dạ đúng vậy thưa đại vương, biển này ở xứ chúng tôi tuyệt đẹp, lại sát biên giới nước ngài. Đại vương đến đó, nếu không thấy thỏa lòng thì chúng tôi không những chẳng dám nhận trợ giúp, mà xin ở lại làm nô lệ cho ngài. Sông hồ núi non ta đều đã thử ngoạn qua, chỉ có biển là chưa bao giờ qua. Được lắm, nhất trí như vậy đi, mau chuẩn bị lương thực lên đường. Tuân lệnh đại vương. Đây thưa đại vương, xin mời ngài lên thuyền vãn cảnh biển khơi. Đã mắc quá, đúng là có đi có mở mang. Ngài lên đi, thuyền sắp nhổ neo rồi đó ạ. Xuất du ngoạn này chỉ dành riêng mình ngài thôi ạ. Wow, thuyền lớn thật, thức ăn cũng thơm ngon đáo để. Một chuột khổng lồ dám nhảy lên bàn ăn. Một chuột kia cũng nhộn nhỉ, vẫn đứng chừng hình ra đó. Các người dám đánh ta, ta là thần chuột của các người đó. Họ biết đánh ta phải bồi thường vàng rồng to bằng ta không hả? Con chuột này chắc là mắc dịch rồi, đánh chết nó đi. Ha.
lên ma, đừng hòng chạy thoát. Làm sao ở đây người ta dám đối đãi với thần chuột như thế này? Trời ơi, bọn chuột quái quỷ ở đâu ra mà lắm thế này? Xin lỗi đại vương, tôi quên không cảnh báo ngài. Ở xứ này chúng tôi không được coi ra gì, luôn bị con người đuổi đánh như vậy. Xin ngài cứ trách tội ạ. Không ngờ chỉ cách nhau một đường biên giới mà các cậu khốn khổ vậy. Mấy thử một ngày con người ở xứ ta cũng như vậy thì sao? Kể từ đó, không rõ xứ sở kỳ lạ nọ có còn sùng bái các thần chuột nữa hay không, nhưng loài chuột tại đó trở nên biết điều hơn hẳn. Chúng không còn phá phách mùa màng, tác oai tác quái nữa. Bài học nhớ đời. Chúng em chào cô ạ. Cả lớp ngồi xuống. Cô kiểm tra bài cũ nhé. Chết rồi, tao chưa học bài. Tao cũng vậy, cô gọi trúng tên là chết ạ. Mời em Nguyễn Đức Sơn lên bảng. Dạ, em ạ. Mời em lên bảng. Ôi dạ, đau bụng quá. Em làm sao thế? Ôi, bụng của em đau quá. Cậu không sao chứ? Em có đau lắm không? Có cần vào viện không? Cô ơi, chắc bệnh đau dạ dày của bạn Sơn tái phát rồi. Để em đưa bạn ấy về nhà. Dạ, đúng rồi ạ. Cô cho bạn Hùng đưa em về ạ. Hùng đưa bạn về được không? Hay để cô đưa về? Dạ, được cô ạ. Nhà bạn ấy xa lắm. Cô đưa về thì mất cả buổi. Nhà em lại gần nhà bạn ấy. Để em đưa bạn về. Cô cứ yên tâm đi ạ. Đưa bạn về cẩn thận nha Hùng. Thằng này thế mà khá, tình huống bất ngờ thế mà vẫn phối hợp quá chuẩn. Dạ còn sớm, đi làm bài trận không? Ok luôn, sao gì? Dạ chào chị, đây có phải là nhà của cháu Sơn không ạ? Tôi là cô giáo của cháu Sơn. Chào cô giáo, mời cô vào nhà chơi. Cháu Sơn đã khỏe chưa chị? Ở lớp cháu Sơn có chuyện gì à? Cháu đã đi học về đâu cô? Sao cơ? Cháu Sơn vẫn chưa về à? Không biết hai đứa nhỏ có chuyện gì không nữa. Lẽ ra mình nên đưa Sơn về. Hôm nay vui quá, ngày mai lại thế nha. Thì ra là hai đứa nó. Cô, chúng em chào cô. Hai em giỏi thật, dám lừa cô và các bạn để trốn học đi chơi. Các em về viết ngay bản kiểm điểm và xin chữ ký phụ huynh ngày mai nộp cho cô. Hôm nay cô tiếp tục kiểm tra bài cũ nhé. Ôi da, đau bụng quá. Cậu làm sao thế? Lại định diễn tiếp hả? Tớ đau thật mà. Thưa cô, bạn Sơn bị đau bụng ạ. Các em lại định giở trò gì nữa đây? Lần trước đã thế, lần này lại vậy à? Đau quá. Cô ơi, bạn ấy đau thật đấy ạ. Thôi, đừng làm trò nữa. Các em lại muốn trốn học, trốn kiểm tra bài cũ chứ gì. Tôi không tin đâu. Cô ơi, bạn ấy đau thật đấy ạ. Cô mau cho bạn ấy lên phòng y tế đi ạ. Sơn ơi, cậu làm sao thế? Sơn. Sơn à. Tỉnh rồi hả? Sao em lại nằm đây ạ? Đây là phòng y tế. Em bị đau dạ dày, rồi còn tụt huyết áp nên bị ngất trên lớp. Cô đưa em xuống đây nè. Em không sao là tốt rồi. Cô xin lỗi nha. Cô đã không tin em đau bụng thật nên đã bỏ mặc em đến tận lúc em ngất đi. May mà đưa vào viện kịp, chứ không thì... Em đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Ba mẹ em đang trên đường đến đây đó. Không, cô không có lỗi gì cả. Là do em đã nói dối trước nên cô mới không tin. Em xin lỗi cô. Em biết lỗi là tốt rồi. Em đã thấy tác hại của việc nói dối chưa? Một lần bất tín là vạn lần bất tin. Em không muốn người khác mất lòng tin về em chứ. Em hiểu rồi ạ. Lần sau em sẽ không nói dối thế nữa đâu ạ.
Đại bàng và chim sẻ. Ui, đôi cánh và đuôi của bạn đẹp quá, trông như một vườn hoa. Toàn những loài chim nhỏ bé, yếu ớt mà lại còn hay khoe mẽ. Trong tất cả các loài chim, chỉ có ta mới được khen ngợi. Ta vừa khỏe mạnh lại vừa dũng mãnh. Các ngươi thử xem, ai kêu to được bằng ta? Ai ăn khỏe bằng ta? Móng ai chắc khỏe hơn ta? Vâng, anh nói rất đúng. Trong số các loài chim, chỉ có mỗi mình anh là dũng mãnh nhất thôi. Dĩ nhiên rồi, chứ ai như cái cô chim công kia, ẻo lả, yếu ớt, lại còn hay khoe mẽ. Khổ thân bạn công bị đại bàng chê bai, bóp mẻ. Này anh đại bàng, mỗi người có một ưu điểm riêng, sao anh tỏ ra kênh kiểu vênh vang và coi thường người khác như thế? Cậu đừng dây vào đại bàng, anh ta là người kênh kiểu hung dữ nhất trong các loài chim đấy. Tôi công nhận anh là loài chim to khỏe, kêu to, bay cao. Nhưng tôi nghĩ anh đã khỏe, ắt sẽ có người khỏe hơn anh. Không bao giờ có chuyện có loài chim nào lại có thể hơn ta được. Hãy nhìn đi! Các ngươi sẽ phải thán phục trước sự dũng mãnh của ta. Trong các loài chim, chỉ có ta mới là con chim dũng mãnh nhất, khỏe mạnh nhất, bay cao nhất. Ôi, thật dũng mãnh. Thế nào, các ngươi đã thấy sự dũng mãnh của ta chưa? Em vẫn chưa tin. Anh bay một mình thì làm sao biết được ai là người hơn anh, ai là người kém hơn anh chứ? Làm sao anh dám khẳng định anh là người dũng mãnh nhất? Này chim sẻ, đừng làm đại bàng tức giận nữa. Ở khu rừng này ai chẳng biết đại bàng là loài chim dũng mãnh nhất chứ? Đúng đấy chim sẻ ạ, cậu đừng thách thức đại bàng nữa. Ở khu rừng này không ai là không công nhận đại bàng là loài chim dũng mãnh nhất đâu. Ta thách cả khu rừng này, ai dám thi đấu với ta? Tôi sẽ là người nhận lời thách đấu của anh, để xem ai bay cao, bay nhanh hơn ai. Một con chim sẻ bé tí xíu, không biết lượng sức mình, lại dám đấu với ta sao? Này chim sẻ, cậu nói gì vậy? Cậu hãy rút lại lời nói của mình đây. Đúng đấy chim sẻ ơi, cậu đừng thách thức đại bàng. Làm sao cậu thắng được đại bàng cơ chứ? Ồ, chưa thi vẫn chưa biết ai là người thắng cuộc cơ mà. Anh cứ thi với tôi đi, nếu anh thắng thì tôi mới phục. Được thôi, ta ngại gì mà không thi với ngươi cơ chứ. Tôi sẽ làm trọng tài. Tôi đếm đến ba thì hai người bắt đầu bay nhé. Một, hai, ba. Một con chim sẻ bé tí xíu, không biết lượng sức mình, lại dám đấu với ta sao? Được, để xem ngươi bay cao được bao lâu. Một con chim sẻ bé xíu làm gì có đủ sức đấu với đại bàng cơ chứ. Này, chim sẻ, ngươi vẫn còn tiếp tục thi đấu đấy chứ? Hay là bỏ cuộc rồi? Ồ, không đâu, anh đại bàng ơi. Em vẫn đang bay theo anh đây mà. Em không bỏ cuộc đâu. Ta không thể thua con chim sẻ bé nhỏ này được. Như thế thì mất mặt quá. Chẳng nhìn thấy chim sẻ đâu nữa. Chắc là chim sẻ bỏ cuộc lâu rồi. Chẳng nhẽ chim sẻ lại có thể bay lên tới tận đây sao? Ê ê, anh đại bàng ơi, anh định bỏ cuộc sao? Em vẫn đang bay theo anh mà. Hả? Người bay được tới tận đây sao? Chim sẻ ơi, ta xin thua cuộc. Ta không thể cố được nữa. Vâng, vậy thì chúng ta cùng hạ cánh thôi. Cảm ơn anh đại bàng nhé. Anh đã giúp em thắng cuộc. Chim sẻ đã thắng đại bàng. Chim sẻ là người bay cao nhất, cao nhất khu rừng. Hoan hô chim sẻ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.